Thưa quý vị, sáng nay, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Dự buổi lễ còn có các ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh quê hương Vĩnh Long và vùng đất Nam Bộ rất đỗi tự hào về đồng chí Phạm Hùng, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần thiết thực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, luôn xứng đáng với tình cảm và ước nguyện của đồng chí Phạm Hùng đối với quê hương Vĩnh Long thân yêu. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân đồng chí Phạm Hùng tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng trên địa bàn ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày những hình ảnh tư liệu quý về đồng chí Phạm Hùng, viết sổ lưu niệm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thắp nén tâm hương, tri ân tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long anh hùng, nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về lối sống giản dị, chân thành và sự tận tụy với công việc, với nhân dân. Chúng ta mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ tri ân đồng chí Võ Văn Kiệt, bí danh Sáu Dân, tại khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.